Rồi, em xin chào nhà nha. Con thương hiệu gì nha, for ly gì đó. Con này thương hiệu nội địa Nhật luôn, con này chạy máy Nhật, cái mặt nó thiết kế nè, nó mặt đen mà thiết kế nha, chạy tia nha. Cọc số em coi có dầu quang là chắc cọc số trắng thôi, có kim có dầu quang giữa, lịch gốc 3 giờ, lịch ngày lịch thứ luôn ha. Con này thì nấm cổ chai luôn nha, nấm cổ chai luôn ha, để em chỉnh cái ngày nè. Đó, chỉnh ngày đúng nay ngày 7, nấm cổ chai vặn vô. Thì mấy cái này thì thông số chống nước nó cao rồi, nấm cổ chai đáy sấy là biết nè. Nè. Thông số chống nước nó cao nhưng mà hàng si rồi không bao nước, nữa. Nó của Italy chứ. Nè. Italy nè. Thương hiệu Ý ha. Máy Nhật. Dây khóa bản thép nha. Này kiểu anh em thích kiểu đơn giản á, mặt đen bao công chốt mấy này, dây còn dài. Này dây chứ 18 18 mấy được. Lên tay 7 nè. So với mặt này thì dây quá dài nha. Con này thì xe ngang của nó là 37.5, đứng luôn là 43.4 mỏng 9 ly 3 nha. Có nè, cái này hơi có lông mèo không đáng kể đâu, kính còn đẹp không sứt mẻ ha, có xíu vết xíu đây nha, có báo hết nha, để chi anh em mình nhận hàng đỡ bỡ ngỡ ha. Rồi con này em bán 450 thôi, 450k mã D25, 450 mã D25 ha, còn chắc lắm, còn đẹp. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.